Hello mấy bro. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái địa điểm, một cái chi nhánh mới của VIP Barber Shop là VIP Luxury. Và hôm nay chúng ta sẽ trải nghiệm những dịch vụ của VIP Luxury như thế nào nhé. Let's go. Yeah, boy. Để mình xem phòng kế bên nó có cái gì. Ê. Ô ô ô ô. Ấu ấu về thâu bây giờ phòng đây, xin lỗi nhé. VIP Barber Shop, nhưng mà không phải Barber Shop các bạn. Ở đây là một cái tiệm massage các bạn, bao gồm tất cả những cái dịch vụ massage healthy, massage khỏe đó. Thì Luxury có tất cả các dịch vụ đó. Hôm nay mình sẽ đi cùng với DJ Hanmin để trải nghiệm dịch vụ ở VIP Luxury này, dành cho những bạn đã biết hoặc là chưa biết hoặc là sắp sửa biết do mình nói ở đây. Thì VIP Barber Shop là một trong những tiệm massage nổi tiếng nhất ở Sài Gòn này, cả trong nước lẫn ngoài nước các bạn, và rất là nhiều người trên thế giới đến đây để trải nghiệm dịch vụ. Với giá 600k và thời lượng 90 phút thì cái thời lượng của nó dài lắm, quay không biết bao nhiêu là video các bạn, cho nên là mình sẽ tua nhanh cái đoạn này hơn 300% để mọi người biết từng các bước cũng như là các cái dịch vụ cụ thể của bên VIP Luxury này nhé. Và trước khi á mình bắt đầu cái bước á, thì mọi người sẽ có được một cái bảng để mọi người chọn về tất cả các dịch vụ mà các bạn mong muốn. Có thể chọn hết cũng được, tùy các bạn. Có tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Hàn. Đây, rất là đơn giản cho các bạn. Rồi, mời các bạn tận hưởng nhé.
dịch vụ của nó theo mình cảm nhận thì rất là tốt các bạn. 90 phút với giá 600k thì cũng khá là phù hợp. 600k là bao gồm tip trong đó nha các bạn, mà DJ Handmin còn tip cho bạn nhân viên nữa. Đối với một người Hàn Quốc mà sử dụng dịch vụ ở Luxury mà tip cho nhân viên thì các bạn có thể hiểu là cái dịch vụ ở đây rất là tốt. Sau khi quay phim cho DJ Handmin thì mình cũng được vé DJ Handmin tặng cho mình các bạn, nhưng mà mình không có quay phim lại tại vì cái body của mình không có đẹp bằng DJ Handmin. Thôi, video đến đây là kết thúc. Hẹn các bạn trong những video sau. Bye bye. 안녕히 계세요. Thank you.